Trong kỳ trăng mật tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhiều thách thức, trong đó có việc đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy như siêu cường. Giữa lúc đó, đại diện của nước châu Á mới đây bất ngờ hạ giọng, đề nghị làm hòa với Mỹ, đồng thời đã nêu ra một điều kiện tiên quyết mà Washington cần đáp ứng để nối lại quan hệ Mỹ-Trung. Đó là điều kiện gì? Ngọc Anh rất vui khi được gặp lại quý vị ở Điểm tin quốc tế. Để hiểu hơn về tình hình căng thẳng giữa Mỹ-Trung liên quan đến vấn đề Đài Loan, xin mời quý vị theo dõi Điểm nóng hôm nay. Và bây giờ hãy cùng Ngọc Mai điểm qua những thông tin nóng nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, công ty bầu cử Mỹ Dominion Voting System đang kiện ông Mike Lindell, giám đốc điều hành MyPillow và cũng là đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump vì các cáo buộc vô căn cứ về gian lận. Trước đó, ông Lindell tố các thiết bị bầu cử của Dominion xảy ra tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2020. Ngoài ra, công ty Dominion gần đây còn đệ đơn kiện hai luật sư của ông Trump là Rudy Giuliani và Sidney Powell về những cáo buộc về gian lận trên các thiết bị của Dominion. Mới đây, tờ The Philippine Star đưa tin cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế BCA năm 2016 về Biển Đông, và đây được xem là một động thái gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các tuyên bố này cần chuyển biến thành hành động cụ thể, ví dụ như Washington cần phải có hành động để ngăn chặn việc Bắc Kinh thiết lập vùng xám ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cũng như ngăn chặn Trung Quốc có hành vi gây căng thẳng ở Biển Đông. Vừa qua, báo chí Đức cho biết Bộ Tư lệnh đặc nhiệm KSK của nước này đã hoàn thành một khóa huấn luyện nhảy dù trong chiến dịch diễn tập quân sự ở bang Arizona của Mỹ từ đầu năm nay. Nhưng hai thành viên của lực lượng này đã có một số hành động kỳ quặc và bị nhầm là khủng bố đang do thám một bệnh viện địa phương. Tình hình chỉ được giải quyết sau khi FBI thực hiện nhiều cuộc gọi sang chính quyền Đức. Ở một diễn biến khác, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei mới đây tuyên bố nước này có thể làm giàu uranium đến 60% nếu cần. Phát biểu được đưa ra trước thời hạn do Quốc hội Iran công bố về việc giới hạn một số hoạt động thanh sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, trừ khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Iran trước ngày 28 tháng 2. Trong khi Mỹ và Đức kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA, một quan chức thuộc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga cho biết nếu Iran quan tâm đến việc mua vũ khí của Nga sau khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ, thì Moscow sẵn sàng đáp ứng. Hiện lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều năm của Liên Hiệp Quốc đối với Iran đã hết hạn vào tháng 10 năm 2020, bất chấp những nỗ lực gia hạn của Mỹ. Quý vị thân mến, hơn 150 máy bay trực thăng của Mỹ bao gồm cả Black Hawks và Apache sẽ đến cảng Alexandroupolis của Hy Lạp, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm nay trong khuôn khổ cuộc tập trận trên không Defender Europe 2021. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hy Lạp và đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng trở nên tồi tệ sau những căng thẳng leo thang liên quan tới biên giới hàng hải ở phía đông Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cũng có bất đồng về việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga, mà Washington cho rằng không tương thích với các hệ thống phòng thủ của NATO. Mới đây, Anh đặt thách thức Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Tân Cương, trong khi Canada trở thành quốc gia thứ hai mô tả những hành động của Bắc Kinh tại đây là diệt chủng. Đáp lại, Trung Quốc gọi các cáo buộc liên quan người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là vu khống và tuyên bố cánh cửa đi tới Tân Cương luôn rộng mở. Thưa quý vị, quan chức Liên Hiệp Quốc bày tỏ đau buồn trước cái chết của đại sứ Ý tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Luca Attanasio, cùng hai nhân viên gồm một sĩ quan quân cảnh. Đồng thời, quan chức này tuyên bố những kẻ thực hiện vụ tấn công phải bị đưa ra xét xử trước công lý. Theo Reuters, đoàn xe của Liên Hiệp Quốc bị phục kích tại vườn quốc gia Virunga, gần thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu. Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho hay vụ tấn công trên nằm trong kế hoạch bắt cóc các quan chức nước ngoài song bất thành. Chuyển sang các tin tức về dịch bệnh COVID-19, thưa quý vị. Vừa qua, trong một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh báo những thỏa thuận trực tiếp giữa các nước giàu và các hãng dược phẩm bào chế vaccine ngừa COVID-19 đang làm suy yếu cơ chế COVAX, chương trình phân phối vaccine do WHO khởi xướng dành cho các nước nghèo. Việc này đã dẫn đến hậu quả là nguồn cung đang bị hạn chế rất nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, việc xét nghiệm COVID-19 đã trở thành bắt buộc đối với nhiều người dân trong những tuần gần đây, vì mọi người cần kết quả xét nghiệm âm tính để về quê trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Thoạt nhìn, thử nghiệm lớn như vậy có vẻ rắc rối. Tuy nhiên, trên thực tế, việc này lại diễn ra khá thuận tiện. Nguyên nhân là do các cơ sở y tế ở Trung Quốc đã mở rộng đáng kể năng lực xét nghiệm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hiện nay, các nhà nghiên cứu nước này mất khoảng 3 giờ để cho ra kết quả xét nghiệm COVID-19. Một số thông tin đáng chú ý khác, bang Acre, phía tây bắc Brazil đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng đe dọa 120.000 người dân. Mưa lớn liên tục trút xuống bang Acre đã khiến mực nước các con sông dâng cao, đường phố ngập lụt và hàng nghìn người dân phải di chuyển bằng xuồng, hơn 6.000 người mất nhà cửa. Quý vị thân mến, Hội đồng thành phố Barcelona, Tây Ban Nha vừa thông báo mức thiệt hại gần 1,1 triệu đô la Mỹ trong 5 đêm đầu tiên diễn ra làn sóng biểu tình lớn. Đám đông ban đầu tuần hành kêu gọi phóng thích nam rapper bị bỏ tù vì xúc phạm hoàng gia. Tuy nhiên, phong trào nhanh chóng nảy sinh bạo lực, nhiều người đập phá ngân hàng, cửa hiệu và đốt phá ô tô. Tiếp tục là những thông tin kinh tế mới nhất. Thưa quý vị, mới đây, tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, đã chính thức bị mất ngôi vương người giàu nhất thế giới khi cổ phiếu hãng xe điện giảm 8,6%, thổi bay hơn 15 tỷ đô la Mỹ tài sản của ông. Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông Musk hiện chỉ còn 183,4 tỷ đô la Mỹ, qua đó nhường lại vị trí giàu nhất thế giới cho ông chủ Amazon Jeff Bezos. Cả ông Musk và ông Bezos đã liên tục hoán đổi vị trí cho nhau trong năm nay, tùy theo biến động của cổ phiếu Tesla. Theo Reuters, Tổng giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và Bộ trưởng Tài chính Úc George Friedenberg đã thông qua thỏa thuận vào sáng nay để khôi phục hoạt động của các trang tin tức Úc trên mạng xã hội này. Theo đó, chính quyền Úc đồng ý sẽ tiến hành một số chỉnh sửa về luật để giải quyết những quan ngại của Facebook với quy định hãng phải trả tiền cho các hãng tin tức ở nước này, nếu không sẽ phải đối mặt với án phạt. Facebook sẽ trở lại đàm phán với các hãng tin tức trước khi Thượng viện Úc thông qua quy định này. Vừa qua, tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ và 4 tổ chức lớn về báo chí ở Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch hợp tác tạo ra một giải pháp buộc các nền tảng công nghệ lớn phải trả tiền khi sử dụng các nội dung tin tức. Các tổ chức này cho biết sẽ lấy cảm hứng từ nội dung dự thảo Bộ Quy tắc Thương lượng Truyền thông được đề xuất ở Úc để buộc các nền tảng công nghệ lớn chia sẻ doanh thu với các tòa soạn báo. Giải pháp này còn bao gồm một hệ thống trọng tài để giải quyết các tranh chấp nhằm đưa ra mức giá hợp lý cho các nội dung tin tức. Trong khi đó, EU dự kiến sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong tuần này tiếp tục bơm tiền nhằm thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Trong tài liệu chuẩn bị cho phái đoàn châu Âu tham dự cuộc họp viết rằng, các chính sách tài khoá phải duy trì việc hỗ trợ chừng nào còn cần thiết và không được ngừng sớm. Thưa quý vị, theo báo cáo mới được công ty thông tin tài chính WealthX và nền tảng bất động sản Realm công bố, thành phố New York, Mỹ là nơi sinh sống của người giàu nhất thế giới. Cụ thể, tính đến tháng 12 năm 2020, có gần 25.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao, từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, có nơi ở chính hoặc phụ ở thành phố Big Apple. Trong số những người siêu giàu có nhà ở New York, có tới 53% chọn thành phố này để tiếp tục mua ngôi nhà thứ hai hoặc căn hộ bổ sung. Ngọc Mai vừa điểm qua những thông tin nóng nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với phần 2 của bản tin Điểm nóng và từ khóa trong ngày. Thưa quý vị, căng thẳng liên tục leo thang giữa Trung Quốc và Đài Loan khiến cho vấn đề này trở thành một tảng đá lớn, đè nặng mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế thế giới. Giữa lúc đó, một quan chức cấp cao Trung Quốc mới đây đã hạ giọng đề nghị làm hòa với Mỹ, đồng thời đã nêu ra một điều kiện tiên quyết mà Washington cần đáp ứng để nối lại quan hệ Mỹ-Trung. Đó là điều kiện gì? Xin mời quý vị đón xem điểm nóng hôm nay của FPNC. Chiều qua, một chiến cơ Trung Quốc lại tiếp tục xâm nhập vùng nhận diện phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu lần thứ 15 như thế trong tháng này. Trong khi đó, các học giả Đài Loan mới đây cho hay có khả năng rất cao Quốc hội Mỹ sẽ thông qua đạo luật cho phép xuất quân bảo vệ hòn đảo nếu bị Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành đạo luật này như thế nào sau đó. Theo ông Sun Hex-Quen, giáo sư về nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế tại Đại học Trung Trang ở Đài Loan, dù chính quyền mới ở Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan, nhưng một số chính sách sẽ khác so với người tiền nhiệm. Điều dễ dàng thấy là Tổng thống Biden đang hợp lực các liên minh của mình để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh gọi là kết bè kéo cánh. Cũng nói về Trung Quốc, trong một động thái bất ngờ, Ngoại trưởng Vương Nghị của nước này vừa qua hạ giọng làm hòa, kêu gọi tái thiết mối quan hệ song phương với Mỹ, nhưng ra điều kiện tiên quyết là Mỹ cần chấm dứt ủng hộ dành cho Đài Loan trước. Song song với đó, Bắc Kinh lại tung ra chiến thuật tập trận mới, sẵn sàng cho chiến tranh thật bất cứ lúc nào với các đối tượng thù địch.
Cuối tuần qua, quân đội Trung Quốc đã thông báo sẽ trình làng một hệ thống huấn luyện kiểu mới giúp cải thiện việc huấn luyện quân sự về mọi mặt, có khả năng biến quân đội nước này thành bất khả chiến bại. Điều đặc biệt trong hệ thống huấn luyện kiểu mới này đó là binh sĩ Trung Quốc sẽ được đẩy vào các cuộc tập trận hệt như chiến tranh thực sự. Không những vậy còn phải phối hợp ứng dụng công nghệ trong chiến đấu và chiêu mộ lực lượng nhân tài đặc biệt. Theo Tân Hoa Xã, mục đích của hệ thống này là nhằm giúp Bắc Kinh đối phó với các tình huống toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và các mối đe dọa từ bên ngoài. Thời gian qua, chúng ta còn chứng kiến sự gia tăng căng thẳng trên các tuyến đường thủy của khu vực Đông Á khi một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc và tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Đồng thời với cái cớ bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã thông qua đạo luật trao quyền cho cảnh sát biển Trung Quốc kiểm tra và nổ súng đối với các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Theo trang Channel News Asia, những động thái này của Bắc Kinh chính là phép thử ban đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Tổng thống Joe Biden. Vậy, Tổng thống Biden nên phản ứng như thế nào trước những thách thức của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan? Theo chuyên gia, giữa thời điểm đầy biến động này, ông Biden có thể giúp ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc bằng cách duy trì học thuyết mơ hồ chiến lược của Mỹ. Cũng như các chính quyền trước đây, ông Biden có thể bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để bảo vệ Đài Loan, nhưng không dự báo về các khả năng mà Washington sẽ sử dụng quân sự trong các cuộc xung đột trong tương lai. Do đó, điều này có thể làm thay đổi tính toán của Bắc Kinh và có thể hạn chế các hành động của họ. Điều này sẽ phù hợp với luật pháp Mỹ theo đạo luật quan hệ Đài Loan, quy định rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan bằng các biện pháp không hòa bình sẽ thể hiện mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, Washington và Bắc Kinh nên cùng nỗ lực giảm thiểu nguy cơ leo thang đối với Đài Loan cũng như các khu vực rộng lớn hơn. Ban đầu, điều này có thể bao gồm các cuộc họp định kỳ giữa các lực lượng vũ trang Mỹ và Trung Quốc cũng như thiết lập đường dây nóng quân sự. Quý vị thân mến, từ khóa trong ngày hôm nay với hơn 2 triệu lượt tìm kiếm, đó là Daft Punk, bộ đôi huyền thoại của thể loại nhạc điện tử, đã từng thắng 6 giải Grammy trong 28 năm hoạt động. Vừa qua thì nhóm này đã đăng một video dài 8 phút trên YouTube, trong đó một thành viên kích hoạt công tắc hẹn giờ phía sau lưng đồng đội và khiến anh này phát nổ sau 1 phút đếm ngược. Theo ET Canada, người đại diện xác nhận đoạn video thay lời chào tạm biệt của Daft Punk với người hâm mộ. Tuy nhiên, họ không tiết lộ lý do nhóm nhạc tan rã. Theo The Independent, Guy Manuel de Homem Cristo và Thomas Bentenger gặp nhau khi còn là thanh thiếu niên. Họ có những điểm chung về sở thích âm nhạc, tư duy và cách nhìn nhận cuộc sống. Nhóm nhạc điện tử gồm hai DJ luôn xuất hiện với tạo hình robot hay trang phục như trong phim khoa học viễn tưởng, với gương mặt hoàn toàn che kín. Lý giải về tạo hình, Ben Genter có lần giải thích vui rằng bộ đôi bị biến thành robot sau một tai nạn cháy nổ ở studio. Nhiều trang phê bình âm nhạc đánh giá nhóm là một trong những nghệ sĩ điện tử có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong sự nghiệp, Daft Punk thử nghiệm nhiều thể loại nhạc, kết hợp nhiều tên tuổi lớn như The Weeknd, Pharrell Williams. Để tiếp tục bản tin, Ngọc Mai xin mời quý vị đến với phần giải trí cuối ngày để cùng thưởng thức một bản nhạc vô cùng độc đáo của một loài thú được xem là kẻ săn mồi khét tiếng nhé. Quý vị thân mến, khi nhắc đến những quái vật của thế giới hoang dã, sư tử và hổ luôn xuất hiện đầu tiên. Bên cạnh sư tử là chúa tể sơn lâm, hổ là loài săn mồi gây ra nỗi sợ hãi cho muôn thú ngàn đời này với tiếng gầm gừ vang cả núi rừng. Thế nhưng trong clip ngay sau đây, chú hổ con 8 tháng ở Nga lại cất lên những âm thanh như trong một bản nhạc. Hãy cùng Ngọc Mai khám phá ngay bây giờ nhé. Chú hổ con 8 tháng tuổi Shehan hiện đang được nuôi dưỡng ở vườn thú của Nga Forest Fairy Tale Bernon. Trong đoạn phim này, chú cất lên những âm thanh giống như đang hát một khúc ca nào đó, khác hẳn với tiếng gầm gừ thường thấy ở loài thú, mệnh danh là sát thủ rừng xanh. Theo đại diện của sở thú, chú hổ con đã hát thế này từ khi còn nhỏ và thường dùng giọng ca của mình thu hút sự chú ý của mẹ mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin điểm tin quốc tế. Ngọc Mai xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 21 giờ trên kênh FBNC.